Question 131. The value of a property can increase significantly when its neighborhood includes lots and the houses built on them that are mostly similar in size and shape. Describes the A. Principle of substitution, B. First law of housing, C. Principle of conformity, D. Principle of progression. Correct answer is C. Principle of conformity. The principle of conformity states that the value of a property is maximized when it conforms to the design and features of the surrounding area, particularly the size and shape of the houses. In other words, properties that are similar in appearance and style to their neighbors tend to be more valuable. Câu 131. Giá trị của một tài sản có thể tăng lên đáng kể khi khu vực xung quanh nó bao gồm các lô đất và những ngôi nhà được xây dựng trên đó hầu hết có kích thước và hình dạng tương tự nhau. Đây là mô tả về A. Nguyên tắc thay thế, B. Luật nhà ở thứ nhất, C. Nguyên tắc phù hợp, D. Nguyên tắc tiến bộ. Câu trả lời đúng là C. Nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc phù hợp nêu rõ giá trị của một tài sản được tối đa hóa khi nó tương đồng với thiết kế và đặc điểm của khu vực xung quanh, đặc biệt là kích thước và hình dạng của ngôi nhà. Nói cách khác, những tài sản có hình dáng và kiểu dáng tương tự với những tài sản lân cận có xu hướng tăng giá trị hơn.